Chào các nhà, Mỹ chân thành cảm ơn các nhà đã quay trở lại video tiếp theo của Mỹ nha. Hôm nay thì Mỹ sẽ chạy lên khu vực tàu chìm với các nhà, nhưng mà khu vực tàu trong nha. Nếu mà tính ra cái mình chạy tới khu vực điểm tàu chìm này các nhà, nếu mà từ khu vực đây là khu vực xã Chí Công này, đây nơi tôi Mỹ thường hay neo đậu á. Chạy ra cái điểm này á thì có 5 hải lý thôi các nhà, nhưng mà Mỹ đậu ở dưới khu vực bồn cầu Hậu Phú, xã Hậu Phú á, thì chạy tới cái điểm này đâu đó khoảng 8 lý mấy cho đến 9 hải lý các nhà, tại vì cái chỗ Mỹ mà chạy xuống đó mất hết cả 4 lý rồi, nên mình chạy lại điểm tàu á nên rất là xa nha. Không biết lên trên này có gì hôm nữa, tại vì cái khu vực này Mỹ cũng đã lâu lắm rồi, cũng không có lên khu vực này lặn lại nữa. Thì hôm nay Mỹ sẽ chạy tới đây xem thử trên khu vực này có hàng những con cá đâu đó các nhà, nó có về trên này nó có trụ lại không nha. Hy vọng cá về trên khu vực điểm tàu chìm này nó trụ lại để cho Mỹ có Mỹ săn bắt này để kiếm bội thu nha. Hiện tại bạn chờ đang lên này các nha. Trời mới có 5:32 thôi, khoảng 10 phút nữa Mỹ sẽ chạy tới một cái điểm nha. Rồi cuối cùng cũng đã tới điểm để Mỹ lặn rồi. Hôm nay thì Mỹ lặn khu vực đây nè, thì nước từ 8 mét cho đến 11 mét nha. Không biết như ở trên mạng Mỹ thấy nước rất là xấu luôn, khi mà nhảy xuống độ sâu nhất định á thì Mỹ thấy nước nó có trong trong trở lại này, nhưng mà nó sẽ không có trong như đợt trước mùa bắc đâu nha. Rồi Mỹ đã thấy rồi nè. Đây là dấu vết của đụng trà cũ nè. Trong này mình thấy có một chùm trứng mật lá này các nhà. Mật lá mật ngang rồi nó hay trụ lại những cái chỗ đụng trà cũ á, chỉ để trứng nha. Trứng này hình như mới đẻ thôi. Ở đây nữa này. Đây là trứng mật lá này. Cái trứng hồi nãy mình gặp là trứng mới đẻ, còn cái trứng này là trứng chuẩn bị nở nè. Cũng đang nở lằn lằn luôn rồi đó. Có trứng thì đã nở hết rồi, còn có trứng thì vẫn còn này. Đó, mật đen mà nó muốn nở trứng đó, nó chỉ chuyển sang cái màu đen đây này. Ồ, nguyên một bầy cá vàng vàng này đẹp chưa? Mỹ có phát hiện ra sợi dây chì này cả nha. Dây chì này á Mỹ lượm vào á, Mỹ bán lấy chì thôi, người ta thu mua vào 25.000 đồng một ký nha. Sẵn có Mỹ sẽ lượm luôn để dồn lại cái nha, để dồn lại nhiều nhiều á vào bán. Chỗ này Mỹ thấy có một con sò mai. Sò mai hiện tại
giá cũng rất là cao nha, mà cũng có thì theo lúc cho cả nhà ơi. Hải sản chủ Mỹ ở nước ngoài đó, có lúc thì giá cao, có lúc thì giá cũng vừa thôi. Có một con cá mó cát này. Dạ, Mỹ chỉ một khoái ăn ngay luôn này. Cá mó cát này Mỹ khoái ăn nấu canh cua, hoặc là mình chiên xù nha, chiên cho nó giòn giòn ăn đã lắm. Chỗ này Mỹ thấy có hai con cua cúm này, cái con cua cúm đực ở trên nha, còn con cua cái ở dưới. Thường thường cứ ở các loài cua, loài nhiều chân ở dưới biển á, thì nó giao phối với nhau á, là con cái phải ướp nha, phải lột mới lột nó mới ấy. Cái loài này nó đang chuẩn bị giao phối cả nhà, nên nó sẽ bảo vệ con cái nha, tại vì nó sợ cái con cái nó bỏ chạy cả nhà, nó sợ mắc á, nó không giao phối nữa, nó phải giữ cái con cái lại như thế này nè. Cái con cái này vẫn chưa có lột nha, nó chỉ ôm con cái tới khi nào mà con cua cái nó lột á thì nó bắt đầu nó mới giao phối nha. Giao phối xong rồi nó cũng sẽ bỏ thôi. Mỹ ơi, có phải chỗ này có thêm hai con nữa nè. Đây là hai con ghẹ nha. À, đây là ghẹ mặt trăng nha. Mình nghĩ là chắc không biết cái con này ở dưới có ốp hay là chắc không nữa. Thường nó ốp á, rồi con này ốp rồi nè, chắc nó đã giao phối xong rồi cả nha. Tại vì Mỹ biết nha, nó giao phối xong rồi nó sẽ nằm lại như thế này nè. Còn nó đang giao phối á, thì nó sẽ hai con nó sẽ úp ngược lại. Con này Mỹ sẽ bắt người ăn nha. À, cuối cùng Mỹ cũng phát hiện được ra một con mồi. Đây này, nó đang nằm dưới ngay cái con sò mai này cả nha. Là một con mực nang nha. Mực nang này khoảng tháng 6 mới vào mùa. Mà hiện tại thì tháng 5 rồi. Đây, được một con mực. Con này Mỹ nghĩ chắc cũng gần 1 kg đó. Thường mực nang tầm khoảng 1 kg, 1 kg trên đó. Nó sẽ dồn về những cái đụng trà để bắt đầu chuẩn bị sinh sản nha. Mình nghĩ cái con mực này nó tới tuổi rồi nè, nó mới về cái đụng trà nó nằm nè. Nhìn bắt nó đổ màu đẹp lắm đó nha. Mình thấy có trứng mực nang này. Hôm qua Mỹ đi ngồi khơi á thì trứng mực nang này gặp quá trời là trứng mực nang luôn, thằng cả ngày luôn các nhà, nhưng mà chỉ bắt được một con mực nang to thôi. Ô, Mỹ có gặp thêm một con nữa này các nhà. Đây này, Mỹ gặp thêm con mực nang nữa nha. Đó, Mỹ con trứng rồi, thêm một con khoảng 1 kg nữa này. Ô, cái nhà đụng trời ở trên này hình như có dấu mực nang này các nhà, không biết có nhiều không nữa. Ồ, nó xịt túi từ lưới luôn anh nhà, xem này, trước khi mà nó xịt túi á, cái con mực á nó sẽ chuyển sang cái màu đen luôn nha. Mình nhìn vào á không khác gì cái túi nó xịt ra đâu đó, nó nằm theo, nó sẽ chui theo những cái ống túi nó xịt ra nè. Nó sẽ ngụy trang, nó sẽ ẩn nấp những cái con mà nó để tấn công nó nha, đen thui luôn. Có một con sò bánh tráng này.
có thêm con sò mai nữa nè. Mỹ cũng vừa thu hoạch được một bóng lưới đây cả nhà. Bóng lưới này chắc cũng vài ký gì đó. Mỹ vừa tới một cái điểm mới thì có phát hiện ra một con cá mú luôn này cả nhà. Có vẻ như điểm tàu này cá mú với mực đang nó đang có về lại nè. Cái con cá mú này Mỹ nhìn nó thì chắc cũng khoảng cả ký á cả nhà. Đây nè, cũng gần cả ký nè. Cô đã đó gặp mực nang cá mú rồi, Mỹ chắc phải rồi. Mỹ phải đi săn cá mú hoặc mực nang lắm nha. Ồ, cả nhà xem nè, ba con ăn hiếp một con này cả nhà. Chỗ này Mỹ thấy có bốn con ốc buôn hồn nhưng mà ba con thì đang ăn hiếp một con đây nè. Đó, ba con này thì ăn hiếp cái con ốc nhung. Ồ, có vẻ như có mực nang về cả nhà. Đây nè, Mỹ có gặp thêm một con mực nang nè. Con này thì Mỹ thấy khoảng nửa ký thôi, nên mình sẽ dùng chỉ Mỹ chỉ nha. À, chỉ được rồi nè, tại vì mực đang khoảng nửa ký đổ về á, nó dạng lắm. Còn con mực nào một ký đổ lên á, nó sẽ kỳ là nhát nha. Mỹ hy vọng mực nang nó có về đụng trà lại ở nè, để Mỹ sẽ đi săn mực nang cả nhà. Mỹ phải gặp mấy con mực nang này lắm. Mỹ thấy ở trong này có con cua diêu này. Mỹ soi mới tìm các trình nó không có cả nhà. Thấy có con cua diêu này, Mỹ sẽ phát ra cho cả nhà mình xem cái con cua diêu này. Cái con này á sẽ có chỗ sẽ gọi nó là cái tên khác nhau nha. Cái con này ăn cực kỳ là thơm và ngọt thật luôn. Cái con này giá trị nó cũng trăm mấy đến 200 ngàn đồng một ký đó. Ở dưới này Mỹ thấy có một con sò cực kỳ là to luôn. Đây nè, nó trốn rất là kỹ luôn. Hàng kia nó to như thế này, mấy con nào mà trốn kỹ các nhà nên nó sẽ mới được to nha. Đây, cả nhà biết cái con gì đây không? Đây là cái con sò chinh nữ nha. Mỹ vừa soi vào trong đây nè thì có phát hiện ra con cá mú đó nha, nhưng mà nó thấy Mỹ nó chạy vào trong đây nó trốn nha. Đây Mỹ thấy nó rồi nè. Rồi, nó chạy đi, nó chạy qua bên hướng bên kia. Đây nè, nó có quay đầu trở lại nè. Để Mỹ canh nha, tại vì nó cứ thục ra thục vô á cả nhà.
và có con cá mú này nó cũng cáo thiệt. Thử nó cáo cỡ nào nha. Rồi, cuối cùng Mỹ cũng bắn được nó rồi cả nhà. Đúng là cáo thiệt. Mỹ soi đèn á thì nó chạy vô, mà Mỹ không soi đèn á thì nó chạy ra lại. Ra lại thì bị hút luôn nè. Mày thấy trên này có mấy con cá bò da này. Rồi, mày bắn trúng được một con nha. Ban ngày á cá bò da nó sẽ nằm lưng chừng ở trên đây nè, Mỹ phải leo lên nha. Mà hiện tại á chỉ là những cá bò này nó sót lại nên vẫn còn ít nha, một bầy khoảng chục con là nhiều lắm nha. Mỹ bắn thêm con thứ hai nè. Mình sẽ bắt đầu nhắm con thứ ba nha. Đây này còn có 5 con thôi nè. Chỗ này Mỹ thấy cá nhồng quá trời luôn, cá nhồng luôn nè. Cá nhồng này Mỹ nghe nói là cá nhồng tiêu nha. Mỹ thường thấy cá nhồng con nào con nấy to to không thôi chứ, mà không biết sao tự nhiên hình như là cá nhồng con hay sao đó nên không thấy to. Mỹ bắn ăn may được xin đôi hai con luôn nè. Đó, bắn xin đôi thì cũng nhờ quặng may nữa nha. Chứ không phải là mình muốn bắn xin đôi được là mình bắn đâu. Mà bắn xin đôi á, nhiều khi mình phải canh, canh thì cực kỳ là lâu luôn. Bắn đại thôi cả nha. Cái này Mỹ bắn đại thôi mà dính được hai con này. Có một con sò bánh tráng nữa nè. Sò bánh tráng này ăn cực kỳ là béo nha. Mà béo á từ khi mà cái mùa nó cắt ăn mới béo nha. Còn có mùa nào ốp á thì
thì ăn không có béo đâu. Mỹ có phát hiện ra có một con mực nang nữa này. Đây, nó đang nằm ngay đây này cả nhà. Do nước không có được trong xanh đó, nên khó thấy thôi. Đây này, đó, nó tính chạy. Đó, bị bắn một phát nó cũng đơ người luôn rồi kìa. Đây, được một con khoảng 1 ký nữa đây. Ồ, tính ra ngày hôm nay Mỹ may mắn nha. Mỹ lên cái khu vực này thì có dấu mực nang lai dai này cả nhà. Ôi tuyệt vời. Con này chắc cũng khoảng gần cả ký đó cả nhà. Ở dưới này Mỹ thấy có hai con cua cúm nữa nè. Hình như hai con cua cúm này chuẩn bị bắt cặp này, nên nó chưa có ôm. Tại vì cái con cua cúm cái nó vẫn chưa có lột á. Thường thường Mỹ bắt con cái á, cái con đực á, nhiều khi nó cũng dựa theo nữa cả nha. Không biết cái con này nó có dựa theo không nữa. Rồi con có vẻ như nó không có thích bạn gái này rồi. Nhưng mà nó thích á, mới cầm con cúm cái này mới chạy đi đâu á, cái con đực nó sẽ chạy theo đó luôn đó. Trứng mực lá mới vừa đẻ luôn này cả nhà. Ồ, trắng đẹp luôn. Phía trước Mỹ có thêm con bạch tuộc nữa nè. Ô thì ra là con bạch tuộc Mỹ cả nha. Nó có đang ăn con cua cúm tím này. Cua cúm tím này nó sẽ không có to đâu. Hiện tại đây là cũng là mùa của bạch tuộc Mỹ nữa nha. Ngồi khơi cả nhà, bạch tuộc này to to không thôi. Còn ở trong lòng thì không ít khi gặp mực to lắm. Mỹ có gặp thêm bầy cá bò nữa nè. Chắc bầy đây khoảng chục mười mấy con á. Không biết bắn được bao nhiêu con nữa đây. Ô, Mỹ làm một phát chín xiên voi luôn nè. Đó, cả nhà thấy Mỹ bắn hay không? Đó, lâu lâu làm một phát xiên voi chắc là đã luôn. Quá trời là cá luôn này. Mày thấy bầy cá vàng đây cực kỳ là đẹp luôn. Trong đây có rất là nhiều loài cá nha. Mày có thấy trên gốc trà này có một bầy cá bò nữa nè. Mày sẽ bơi lên bắn kiếm vài con nữa. Thank you.
Ủa, Mỹ có phát hiện ra có con cá mú này. Nó chạy vào rồi cả nhà ơi. Nó chạy xuống cái chạy dầu rồi. Đây này, đây nè, nó chạy qua đây lại nè. Đây nè, rồi Mỹ bắn được rồi. Hình như cái con này không phải là cái con hồi nãy Mỹ vừa gặp đâu. Cái con hồi nãy Mỹ vừa gặp á, nó to hơn cái con này nha. Đó, cái con hồi nãy Mỹ vừa gặp á là nó sẽ nó đang cua dưới đây nè. Mà chỗ này thì bí rồi, không có thể nào mà nhìn được ra tìm được nó luôn. Mà cũng may Mỹ leo lên đây gặp lại gặp con này nữa. Tính ra cái chỗ này hai con luôn. Mỹ soi đèn ở dưới đây nè, có thấy một con cá trình cũng to lắm cả nhà. Đây nè, nó đang nằm ở đây nè, nhưng mà Mỹ chỉ thọc xuống vào không có được nha, do cái miệng cái hạt lợm cái đất á nó bằng nhau thôi nên không có chỉ được luôn. Có một con sò điệp xớp nữa nè. Ô, cả nhà xem này, chỗ này Mỹ thấy có một con sò siêu to nữa nè. Mỹ gặp được cái con sò chinh nữ nha. Sò chinh nữ này thì ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà có cái nó được cái vỏ, nhưng mà cái vỏ này cũng không có đẹp gì mấy đâu. Đó đó, Mỹ gặp thêm con mực nang nè. Ô, tính ra mực nang đang có cũng bị quay lại đụng trà này cả nhà ơi. Ô, đã nha. Ô, Mỹ bắn được sớm rồi cũng được 5-6 con rồi. Nhưng mà con nào con nấy tầm khoảng 1 ký, dưới 1 ký chút xíu thôi. Đó, ngon ngon, hôm nay có vẻ như Mỹ được may mắn gặp được mực nang quay đụng trà rồi. Tại vì mực này là mực đầu mùa nha.
Mỹ lại gặp thêm một con mực đen nữa nè. Ngon ngon, hôm nay Mỹ được ngon rồi, may mắn rồi. Đó, một con nữa. Thật ra là đã. Ừ. Không có ngày nào như ngày hôm nay mà Mỹ gặp lại mực đen này. Cực kỳ là khoái luôn. Còn cá mó cát này. Cá mó này thường hay chung với cát làm hang nha. Bây giờ có phát hiện ra có một con cá mú nữa này. Đây này, nó đang nằm ngay đây này. Rồi. Bị bắn được nó cho này. Con này chắc khoảng nửa ký nha. Hơn nửa ký một xíu. Từ lúc giờ Mỹ mới để ý biết này, cái con cá mú này nó cái đuôi nó có hai màu như thế này này cả nhà. Con nào nó cũng chỉ cái đuôi nó như nhau như thế này này. Có một con cá bò nhám này. Cá bò nhám này thì ăn thì khỏi phải chơi luôn. Có một con cua lông nữa nè. Ồ, thì ra là cái con cua lông này nó bắt được một con sò điệp này cả nhà. Cái con rồi có chín rồi. Cái con cua lông này nó có thể ăn điệp hoặc là nó có thể bắt cá ăn được nữa nha. Mỹ cũng có lúc tình cờ gặp nó lấy cái càng của nó cả nhà. Con cá đang bơi gì á, con cá nó ăn luôn đó. Thôi, Mỹ sẽ để cái con điệp này cho nó ăn nha. Tại vì nó đang có mang trứng á, nên để lại cho nó ăn thôi. Đây này, trứng lá đang nở đây. Có con cá mối thửng này. Cá mối thửng nó nằm dưới cát cả nhà, nó canh những con cá ra nó chụp nó ăn nha. Rồi cá mối thửng này thường hay có thể ăn đồng loại lại luôn đó. Mỹ có thấy có con mực đen nữa nè. Ô có vẻ như nó thấy Mỹ nó tính chạy rồi đó nha. Ôi trời ơi, hụt rồi. Ủa tuyết thì hay hay ở đâu trong này còn có một con nữa nè. Ủa tính ra cái chỗ này Mỹ thấy hai con luôn rồi. Mỹ bắn được nó rồi, còn một con nữa nha. Không biết cái con kia nó có chạy ra ngoài đó, nó có đứng lại không nữa. Hình như là hai con này nó có thể bắt cặp lại nè. Ủa một con nằm ngay đây nè. Ủa nó thấy Mỹ nó bỏ chạy luôn rồi. Ủa tuyết thiệt. À, để Mỹ gỡ cái con này ra cái đã. Để Mỹ chạy lên trên phía trên này thử có con mực đen đó không nha. Ừ, thêm con ký mấy nữa này cả nhà. Con này chắc khoảng ký mốt đó. Mình thấy ngay này có một hòn kỳ của ngư dân câu mực đó cả nhà, nên bị vướng vào nha. Cái con mực hồi nãy Mỹ bắn chạy á, Mỹ chạy lên tìm thì không thấy nữa giờ. Hôm
đi thì có một mình Mỹ thôi nha, có Mỹ và ba vợ của Mỹ thôi. Em trai của Mỹ thì nghỉ rồi, chắc chắn em trai của Mỹ sẽ không có đi nữa nha. Giờ thì chỉ có một mình Mỹ thôi. Đây hôm nay thì Mỹ cũng rất là may mắn luôn. Thì lên cái khu vực điểm tàu á các nhà, thì có dấu bờ nang này. Bờ nang này hiện tại đang chuẩn bị bước vào mùa này các nhà, nên con nào con nấy cũng tầm khoảng một ký đi. Tại vì mực này á, nó mà cứ đây nè, nó chỉ gom về đụng chài nha, để bắt cặp. Thì Mỹ bắt được rồi, được 2 nè, 4 nè, 6 con mực nang, còn 7 con mực nang nha. Ồ quá đã luôn, ngày hôm nay mà Mỹ bắt được 7 con mực nang nè. 7 con này chắc cũng tầm khoảng trên 5 ký nha. Thì chắc cũng 6 ký đùa cái nha. Tại vì do có mấy con lửa lửa đây. Một con đâu đó ký họ chưa ký thôi, tầm 1 ký. Mực nang lúc nào Mỹ thì cũng bỏ trong ngâm nước nước mặn nha. Ngâm nước mặn á, cái bị đường của nó cũng còn như nguyên thôi. Đây cũng được 4 con cá mú này cái nha. Cá mú thì cá mình chỉ bỏ trong đá đây, cho nó lạnh cho nó giữ con cá khỏi bị ương thịt nha. Đây cá bò này đó nha, cũng được 11 con cá bò thôi. Cả nhà có ăn cá ăn mực á thì cứ liên hệ số điện thoại để ủng hộ Mỹ nha. Đó, hôm nay mình Mỹ mà bắt được